Dạ, chị Gắm ơi. À, dạ rồi. Dạ em mời cô Giang. Em tắt xe Green ạ. Hello, rồi mọi người nghe thấy Giang không ạ? Lúc đầu, buổi hôm nay lúc đầu Giang cũng phân vân không biết có nên học không, bởi vì có rất là nhiều event xảy ra tối nay. Không biết mọi người có coi đá banh không, nhưng Giang cũng khó khăn chút xíu. Hôm nay bên nhịp cầu sinh nữ của mình cũng có một cái sự kiện về học thuật, thì Giang thấy là có rất nhiều event để các bạn tham gia. Nhưng mà thôi, nghĩ lại cũng buổi cuối trong năm nay nên mình cũng sẽ học bình thường ha, và cũng sẽ sửa những bài tập mà tuần trước các bạn đã và cũng có vài bạn đã làm rồi. Ok, rồi mình sẽ bắt tay vào sửa luôn cái bài tập tuần trước là liên quan tới brainstorm ha. Và để em chút. Giang chưa sửa bài này vì bây giờ Giang muốn sửa trực tiếp luôn để cho các bạn nhìn thấy cái quá trình khi mà Giang sửa bài, thì Giang sẽ suy nghĩ cái gì, có những cái gì nó đúng nó sai thì mình thấy được luôn cái quá trình mà Giang sửa ha. À, tuần trước mình là có cái đề như thế này nè, những bạn nào mình chưa làm thì mình có thể đọc cái đề đây ha. What are advantages or disadvantages of living near work? Give specific reasons and examples to support your opinion. Có cái đề nhìn vô các bạn không có từ nào mới đúng không ạ? Đây rất là dễ. Và mục đích của các bạn làm ở đây là mình đã có sẵn hai cái cột luôn. Mình sẽ điền vào những cái ideas liên quan đến advantages, lợi ích, và những idea liên quan đến disadvantages, bất lợi. Của cái việc gì ạ? Sống gần với cái nơi làm. Thì nếu mà các bạn không có một cái guideline, không có một cái method 1, 2, 3 như Giang từng chỉ, thì khi mình nhìn thấy cái đề này mình rất là dễ bị bí ý, bởi vì mình sẽ cảm thấy như lúc nó quá hiển nhiên. Nếu mà bạn hoàn toàn ủng hộ một bên thì đa số thì để ý các bạn có nhiều cái advantages hơn là disadvantages. Bạn có một bạn thì có nhiều disadvantages hơn, nhưng mà đa số thì mình agree cái việc sống gần chỗ làm nên mình có nhiều advantages hơn. Là cái việc mà bạn có nhiều idea hơn một bên còn lại cũng không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Thậm chí cả bài của bạn, bạn chỉ cần nói về một cái này thôi cũng được nữa, nếu là mình không đá động tới cái này. Ok luôn các bạn, không cần nói đến cái này cũng ok luôn, nếu như mình cảm giác cái lý do mình đưa ra nó không có đủ để nó phát triển. Bạn, mình sẽ nói tới cái phần đó sau. Bây giờ mình cùng xem các bạn phát triển ý, các bạn có những cái ý tưởng gì và nó có bị trùng lặp hay không nè, và nó có sự với từ vựng hợp lý không, thì Giang sẽ sửa với mọi người ha. Hôm nay Giang sẽ biết không mở cam bởi vì cái máy Giang nó bị cái cam của nó có vấn đề, sao nhỏ mọi người nha. Đầu tiên mình sẽ xem bài của Albert. Albert có 1, 2, 3, 6, 7 cái advantages cùng đọc nha. Thứ nhất là saving commuting time. Commuting time nó chính đồng nghĩa với cái từ phía dưới. Vậy nên Giang nghĩ là bạn có thể dùng một trong hai ideas này thôi cũng được ha. Vì hai ý này bị trùng lại nên Giang sẽ gom lại thành một cái ID chính nè, là tiết kiệm thời gian đi lại. Và dĩ nhiên cái cụm từ hay hơn sẽ là commuting time. Avoid traffic. Những bạn nào biết sai chỗ nào thì có thể sửa giúp bạn mình chỗ cái chữ traffic này không? Chữ này Giang mới tô đỏ lên vừa nãy. Các bạn nào biết tại sao cái chữ traffic này nó lại có vấn đề không? Thử suy nghĩ thử ha. Thử suy nghĩ 30 giây và xong Giang sẽ cho các bạn đáp án. Và nếu mà mình viết vô bài thi cái cụm từ avoid traffic thì mình sẽ bị trừ điểm về word choice, cách dùng từ. Các bạn nào nhận ra cái từ traffic này nó sao? Anh à, phải thêm danh từ vì nó là tính từ hả cô? Traffic
là danh từ, không nhất thiết phải thêm tính, phải nhất thiết phải thêm một danh từ khác. Bản thân cái từ traffic này nó có nghĩa là giao thông. Ở đây, đây là một cái thứ mà bạn avoid, bạn tránh, nghĩa là nó mang nghĩa là tiêu cực, cái gì mà nó xấu thì nó avoid đúng không? Nhưng mà giao thông nói chung thì không có xấu ạ. Phải là một cái, cho em một cái collocation, một cụm từ hay đi chung với traffic. Yes, we have traffic jam thì mới là cái mình cần phải avoid. Chính xác là cái này, traffic jam. Chứ mình không có nhất thiết phải avoid traffic. À, có congestion cũng đúng không? Congestion. Very good. Quan trọng chính là cái cụm phía sau này, nó mới khiến cho cái traffic này nó có nghĩa tiêu cực, kẹt xe, giao thông, kẹt giao thông. And stay away from pollution cũng được, dù nghe được cái cách dùng từ nó cũng rất là bình thường ha, tránh kẹt xe và ô nhiễm. End up saving money, end up saving money. Vậy thì Giang hình dung ở đây á, khi mà bạn có dùng cái từ end up này là nó có nghĩa là dẫn đến tiết kiệm tiền ha, dẫn đến tiết kiệm tiền. Nó sẽ không có đứng riêng là một cái main idea chính được, vậy nên Giang sẽ gom nó đây. Bạn xem thử ha. Mình có hai ý chính rồi, nhưng Giang cảm thấy cái đầu tiên có thể dẫn đến cái này. Từ cái việc mà tiết kiệm thời gian đi lại thì có thể là nó bớt tiền xăng, bớt gì đó thì dẫn đến tiết kiệm tiền. Bởi vì time is money, đúng không? Ok, rồi. Tiếp theo ý thứ ba, help you stay healthy, alright? Increase flexibility. Là mình sẽ tăng thêm cái sự linh hoạt trong cuộc sống mình. Và cuối cùng là better work-life balance. Agree, agree. Cụm từ này những bạn nào không biết mình có thể ghi chú lại ha. Đó là cân bằng việc làm và cuộc sống. Rồi, để em xem nào. Cái ý này thì Giang nghĩ là nó sẽ là một cái gì đó mình suy ra được, nhưng nó không phải là một cái idea trực tiếp, hoặc là bạn, Giang nghĩ là bạn cần phải explanation lúc này, tại vì Giang chưa thấy rõ cái sự liên kết giữa sống gần công việc và có một cái work-life balance ở đây. Nên tốt nhất bạn có thể add thêm giúp Giang cái cầu nối gì đó giữa cái chủ đề của mình là sống gần New York này với lại better life balance. Giang cần một chút cái liên kết nữa ha. Thì Giang sẽ cảm giác cái idea số 5 này nó phù hợp. Rồi. What disadvantage have I? May increase living cost? Probably có thể. Nhưng mà again, nếu trong bài viết thật thì mình nhớ phải explain ra, bởi vì phải là do công ty mình, công tác công ty lớn thường ở trung tâm thành phố, rồi sau đó mới dẫn đến cái việc chi phí sống cao hơn. Cho những bạn nào chưa biết ha, thì mình có cụm từ living cost là chi phí sinh sống ở một thành phố. Các bạn có thể living cost hoặc là the cost of living cũng được luôn, một trong hai cái này. Rồi, ý thứ hai của bạn là disrupt settled life. Tại sao nó lại disrupt ta? Ở đây thì Giang sẽ đặt cái chấm hỏi nha. Thì Giang chưa nhìn được cái sự liên kết trực tiếp giữa việc sống gần nơi công việc và nó sẽ disrupt cái cuộc sống ổn định của mình. Giang nghĩ là nó cũng sẽ ổn định hơn một chút cho mình. Bây giờ bạn khi trước thì bạn có nhắc đến việc là mình có thể linh hoạt trong cuộc sống hơn này. Nên chỗ này bạn cũng có thể explanation giúp Giang ha. Đúng, đặc biệt đối với những cái idea mà Giang không thấy nó liên kết trực tiếp thì bạn có thể thêm một chút xíu giải thích. Giống như bạn mình sẽ có những cái dấu mũi tên như vậy, thì những cái idea nào nó mới mẻ thì Giang có thể hiểu rõ bạn hơn. Ok, nếu ever có thể ha. Vậy thì nhờ bạn chị gấm hoặc là chị Huy có thể unmute Albert giúp Giang ha. Giang nghe bạn explain. Dạ em chào cô. Ok, cảm ơn cô. Dạ
Bên có một là may increase living cost thì for example khi mà mình muốn sống ở gần cái chỗ làm thì thường nó ở trong thành phố central city nên là mình cần phải thuê một cái accommodation ở gần đó cho nên giá chắc là nó sẽ tăng lên. Còn về cái mà disturb satellite thì khi mà mình nêu ra cái ưu điểm thì nếu mà em bảo về quan điểm thì em cũng sẽ có thể nói về cái này. Ví dụ như mà thì cũng như vậy, khi mà mình di chuyển từ một nơi, từ chỗ mình đã ổn định rồi tới một cái nơi mà gần chỗ làm thì mình là đã phải sẽ thua một nơi mới, gần như là sẽ thua một nơi mới cố gắng. Dạ em ý em là như vậy. Cho Giang hỏi một chút ha, nghĩa là ý của mình cái disrupt satellite đó là cái việc lần đầu tiên chuyển chỗ đúng không? Thì em là mình đang sống ở một nơi ổn định cố kia nhưng mà mình phải là di chuyển đến một chỗ nơi mới á, thì nó là như vậy. Rồi, bạn đang tính nói gì nữa đúng không? Bạn đang tính nói gì nữa? Về cái mà living near work better work life balance thì nó cũng ví dụ như mà mình sống ở gần một nơi gần chỗ công làm, chỗ công việc và có một cái mình có thể buổi sáng ví dụ em có thời gian nhiều hơn để em chơi thể thao với bạn bè, rồi sau đó em mới đi làm thì nó sẽ giúp em tăng cường sức khỏe. Và buổi trưa em cũng có thể về sớm hơn để làm một cái việc gì đó giải trí. Cảm ơn cô. Okay, yeah, that's, I think that's a very nice idea. Nhưng mà mình cần liên kết hơn chút xíu thôi, ha. Okay, thank you, Albert. Rồi, vậy thì Giang sẽ chỉnh sửa một chút xíu nè. Vậy thì cái living near work nó sẽ dẫn đến better work-life balance. Như bạn nói là mình sẽ có nhiều thời gian để mình làm những cái công việc, những cái việc khác nó tốt cho sức khỏe, tinh thần, thể chất. Thì Giang nghĩ là nó có thể là một cái ý phát triển từ cái flexibility này. Khi mà mình đã flexibility in terms of times and location nha, nghĩa là mình có linh hoạt về thời gian lẫn địa điểm, thì mình có thể có được cái work life balance bằng cách mình nhiều hoạt động hơn. Ý này Giang ok nè. Nhưng mà cái ý này thì Giang cũng sẽ bổ sung cho bạn như bạn giải thích luôn, đó là cái công ty thường là ở companies thường thì sẽ located in the city center. Nãy giờ có nghe Albert nói là center city, mình sửa lại ha, là city center, là trung tâm thành phố, hoặc mình có thể nói là những cái khu vực đông dân cư. Thì Giang chỉ các bạn từ này, metropolitan area. Đây là từ chỉ những cái khu vực mà rất là đông đúc dân cư. Vậy nên nó sẽ ảnh hưởng đến accommodation cost các thứ ha, ảnh hưởng đến chi phí về nhà cửa hay về ăn uống. Accommodation nghĩa là housing đó các bạn, về nhà cửa. Dẫn đến nó sẽ tăng giá này. Rồi cuối cùng về disrupt satellite thì về cái lý do là lần đầu tiên chuyển tới chỗ mới. Lý do này khách quan Giang cảm thấy ha, Giang vẫn chưa thấy thuyết phục. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây mình đang nói về cái việc đang sống, cái một cái sự thật là mình đang sống ở gần chỗ làm thì sao. Còn của bạn thì bạn đang muốn nói về một cái sự chuyển tiếp từ chỗ này qua chỗ kia thì cũng được, nhưng nó có vẻ hơi làm loãng đi cái topic của mình. Đi cái topic của mình nó chỉ muốn focus vào cái lợi ích của việc đang sống ở đó thôi. Có thể là nếu mà một người mà chỉ muốn tìm một cái chỗ ở gần công ty thì người ta sẽ có thể chưa có focus vào cái ý settle life này. Vậy thì theo Giang ha, thì có thể nó sẽ convince hơn, nhưng mà Giang sẽ cần thêm một lý do. Giang vẫn cảm thấy Giang nó chưa có thuyết phục với Giang lắm. Đó là ý của Giang. Ok. Rồi, nhưng mà bạn sử dụng rất là nhiều từ vựng hay ha. Vậy mình có thể nốt lại cái này. Rồi. Và chỉ có một cái cuối cùng thì nó hơi đi chật khỏi cái
cái topic quan trọng mà nó nói nhiều hơn cái việc moving to new work. Cái topic của bạn nói là moving to new work thì nó lại khác ha. Rồi, mình sẽ qua cái thứ hai nha các bạn. Nên chắc mình sẽ có thời gian mình sửa kỹ kỹ cho các bạn chút nè. Ai của bạn Chi hay là Chi nè. Advantages. Cùng đọc ha. Save time to move from house to office. Reduce pollution from vehicles. Save money for move. Ừ. Ở đây mình sẽ thay chữ move bằng chữ xài luôn từ của Albert nãy xài. Community hoặc là traveling. No. Okay. Include gas maintenance cost. Bài từ này nếu các bạn để ý, cái Google nó cũng tự gạch dưới cái chữ này luôn. Rồi các bạn thử sửa lớp gian cái từ này xem biết đúng chính tả là cái gì. Ừ. Khoan tra từ điển ha, để xem mình biết cái từ này nghĩa là gì không. Từ này nghĩa là bảo trì. Các bạn biết cái từ này biết đúng chính tả thì nó phải thêm cái gì hay thay cái gì không? Từ này là maintenance cost. Từ này cũng rất nhiều bạn hay sai bởi vì cái đuôi, chuỗi là cái đuôi nó là dễ bị nhầm. Ừ. Chứ ha, mình sẽ chỉ các bạn từ này biết đúng như thế nào. Chỗ này từ của bạn bị thiếu mất một ký tự và bị sai mất một ký tự. Rồi, chính xác luôn. Rồi, em sẽ copy của các bạn bỏ vô luôn nha. Và từ này nhiều người sai lắm luôn á các bạn, rất là nhiều người sai. Nên mình có thể nốt vô luôn. À, từ này của bạn chỉ hiểu thiếu một âm nha. Maintenance. Post. No. Đây. Rồi cái từ maintenance nhìn nó có vẻ như không giống lắm với cái từ maintain này, nhưng mình hay biết các bạn bình thường mình hay học cái từ maintain này là giữ vững, nhưng mà maintenance cost đây chính là phí bảo trì. Phí bảo trì các bạn đã học cùng các bạn cụm này maintenance cost of vehicle. Ok, cũng make sense, đúng rồi, đó là mình sẽ tiết kiệm được tiền đi lại. Nghĩa là mình tiết kiệm được tiền gas, tiền phí bảo trì. Good. Rồi, giảm traffic accident. Yeah, I like this idea. Này, ý này cũng rất là liên quan. Have more time to do some helpful things such as do exercise, taking care of ourselves. Này, do là cái việc nên mình sẽ cho phúc in lên ha. Mình sẽ dùng children danh động từ. Ourselves thì từ này sửa sao các bạn ha. Ourselves. Các bạn giúp, bạn là giáo viên luôn đi, sử dụng từ ourselves này giúp em xem. Mình sai chỗ nào. Yeah, correct ourselves, đúng rồi. Vì có chúng ta lại có nhiều cái tôi trong đó mà, có nhiều cái self trong đó thì self cho Giang là plurals. Bạn nhớ plural là cái này. Cooking at home, cleaning house. Okay. The hoặc là our house. Could come back home easily if we forget something. Yes, that's true, true, very true. Chính xác. Rồi, ở đây mình nhìn thấy nó có rất là nhiều dòng đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà các bạn làm theo một bước nữa, mình sắp xếp ý là mình chỉ có một vài cái chính. Yeah.
Đấy. Nếu mà Giang mà tóm tắt bài này lại thì Giang sẽ thấy được nó có một số cái ưu điểm chính. Thứ nhất là về mặt tiện lợi, và thứ hai là về mặt sức khỏe, tiền bạc. Nếu mà mình gom hết những cái này, nhưng mà ở đây thì Giang chỉ cần các bạn cứ đưa ra ideas là tốt rồi. Mình chưa cần phải strict. Sau khi mình đưa ra idea, hôm nay mình mới học tới cái bài là sắp xếp cái idea đó như thế nào. Nhưng mà disadvantages của bạn là có một ý hơn đó, can make us lazier. Ừ, đồng ý luôn. Vậy vậy thì nếu mà có một cái main idea này thôi trong bài viết, các bạn sẽ suy nghĩ làm sao mình cho nó, làm sao viết thành một, cả một cái đoạn văn dài, đúng không? Không sao các bạn, chỉ cần có gì một idea thôi, em cũng đảm bảo là mình sẽ có cách mình khiến cho nó dài ra. Bằng cách nào các bạn có thể đưa ra thêm những cái hậu quả, những cái consequences, cái hậu quả của cái việc lười này là gì? Nghĩa là mình cứ nghĩ xa ra ha. Từ việc lười nó sẽ dẫn đến mình sẽ bị suy giảm về cái work performance, rồi dẫn đến lương thấp, rồi dẫn đến tùm lum thứ hết. Rồi thậm chí có thể đưa ra ví dụ cũng được, examples. Rồi cái này Giang mở rộng thêm ha, nhưng mà để cho các bạn yên tâm là dù mình có một ý nhưng mà mình vẫn có thể viết được cái đoạn văn dài. It's okay. Okay, the next one from Danny. Save time for commuting. Okay. Fuel cost. À, Giang nhắc một chút xíu. Nếu mà cái nào mà các bạn có thể nghĩ được một cái cụm danh từ, thì nếu mà biết cụm danh từ, nó sẽ khiến cho cái câu văn của mình nghe nó ấn tượng hơn. Chẳng hạn như của Albert Ellis là saving commuting time. Đây chính là một cụm danh từ. À, vậy thì nếu được, các bạn có thể dùng luôn cái cụm đó nè. Save commuting time. Fuel cost, yes, fuel, fuel là xăng dầu ha, okay, most time for my family and myself, more time, okay, so more time, prepare breakfast, okay, đây, prepare breakfast, đây cái này rất là cụ thể, nên nếu được bạn có thể thêm một example thì Giang sẽ rõ hơn ha. Nó sẽ tách rời khỏi cái ý chính. Ý chính của mình là dành nhiều thời gian. Và một cái ví dụ điển hình là mình có thời gian mình prepare breakfast. Giờ mình, nếu mà một cái bữa sáng bình thường thì nó chưa đủ ấn tượng, nếu bạn thêm một cái tính từ để thể hiện một cái bữa sáng gọi là rất là chất lượng. Hearty, mình có một cái tính từ. Heart là trái tim các bạn, từ này rất là dễ nhớ. Hearty là tính từ, là nó rất là tốt cho tim. Và từ này em nghĩ là một cái buổi sáng rất là đầy đủ, giàu năng lượng, giàu chất dinh dưỡng. Mình sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cái buổi sáng này. A hearty breakfast. Cuối cùng là improve personal health, more time to sleep, exercise. Okay, good, good, good. All right. Rồi cái số 4 này Giang cảm giác như nó là một phần của cái số 3 cái. Đâu phải tự nhiên mà mình có thời gian cho bản thân, có thời gian cải thiện sức khỏe, mà là do mình có thời gian nó mới dẫn đến cái này. Vậy nên mình sẽ gom nó vô đây ha. Rồi. Vậy đã có 3 ý chính nè. Cái này Giang cũng sẽ muốn gom vô luôn nè, vì cái bài này của bạn rất là dễ để gom, ý của nó không quá khác nhau, nên mình có thể gom lại thành hai ý chính trong một cái body luôn, rất là gọn. I sometimes tend to oversleep being late. Okay, good. Cái này nó cũng liên quan đến cái phía trước nè, một bạn biết là nó khiến mình lười biếng hơn, còn bạn này thì biết là khiến cho mình bị trễ việc. Hai cái này cũng rất là hợp lý. Okay, agree. The last one, Ariel, bạn chọn cái phương pháp là who is affected by this. Về mức độ cá nhân thì lý do đầu tiên là have fewer costs, chẳng hạn như chi phí về commuting. Save time in traveling to work. Exhausted when commuting in rush hour. Okay.
Do cái này là mình đang viết nháp hoặc đang sẽ ở những tổ chính tả nó quá nhỏ thì mình cũng bỏ qua, ví dụ như mình thiếu chủ ngữ, việt ngữ, bỏ qua cái đó ha, quan trọng cái ý chứ là a few suspects when commuting in rush hour. Rush hour cho những bạn nào chưa biết thì rush hour là giờ cao điểm, cái thời gian mà nó kẹt xe kinh khủng nhất ha, rush hour. Đây cũng là một cái tên của một bộ phim hài rất là hay, các bạn đọc bạn có thể coi thử. Right, avoid bad weather conditions. Yeah, maintain a good health. Society, về mức độ xã hội thì nó sẽ giảm the amount of emission from private vehicles, protect the environment. Okay, very good. Cái mức độ này đúng là mức độ vĩ mô của xã hội. Right, bên disadvantage. Về mức độ cá nhân, some big companies are located in rural areas. It would be lack of entertainment and recreational facility feel boring. Feel boring. Ở đây là cảm thấy chán, là cái công ty đó nó chán hay là mình cảm thấy chán. Nếu mà là mình thì nghĩa là con người thì sẽ là feel bored. Okay, feel bored. I feel bored, yeah. Đúng rồi, tính từ cho người thì là ED. Và cái từ boring này nếu mà các bạn thấy nó bình thường và nó chưa có thể hiện rõ cái cảm xúc của nhân viên, nghĩa là mình cứ tưởng tượng đi, mình làm một cái chỗ mà nó không hề có một quán, không hề có một quán cà phê, mình nói chuyện với bạn bè thì không chỉ cảm thấy chán đâu, mình còn có thể là unmotivated, không có động lực, thiếu động lực để làm việc. And family and friends living far from home and friends. Yeah, this idea is good. I also like this idea. Rất là thuyết phục các bạn. Em cảm thấy những cái lý do bạn đưa ở đây nó tương đối thuyết phục với và một một lý do là nó thuyết phục đó là Giang sẽ thấy được rõ cái sự liên kết giữa sống xa và sống gần chỗ làm và những cái lý do đây, như là bạn có cái dẫn dắt một chút nên nhanh cảm thấy nó dễ hiểu. Ok, và từ vựng cũng tốt nữa, các bạn có thể copy bài từ của bạn, một cái từ in đậm ở đây ha. À, có một từ nhưng chưa in đậm mà nó cũng hay này các bạn, emission. Mình có emission là gì ạ? Các bạn comment nữa tiếng Việt giúp em nữa, emission là gì? Cho những bạn nào mình chưa biết từ này, emission from private vehicles, yes, correct, khí thải, emission là khí thải, that's right, ok, và từ này nó đúng với nghĩa liên quan đến môi trường luôn ạ. À, ở phía trước thì Albert có một cái các bạn nhớ liên quan chút xíu đó là pollution, tránh xa cái sự ô nhiễm, nhưng cái này nó chưa có khiến cho mình hình dung rõ được cái diễn ra ở trong một cái kẹt xe, và cái diễn ra trong cái kẹt xe chính là cái từ emission này, khí thải trực tiếp từ xe luôn, thì Giang sẽ có một cái bức tranh trong đầu mình hiện ra rất là rõ là những xe đó nó phà khói phù này. Còn nếu mà mình dùng một cái danh từ chung chung á, pollution, thì người ta sẽ hiểu nôm na là một cái sự ô nhiễm thôi, nhưng mà nếu mà bạn càng có thể cụ thể được cái từ vựng của mình trong cái ngữ cảnh thì mình sẽ càng ghi điểm cao hơn. Vì đơn giản là vì người ta dễ hình dung ra nó và người ta cảm thấy thuyết phục. Và dĩ nhiên cái từ emission này nó cũng là một cái từ high level. Okay, very good job everyone. The emission of carbon dioxide into the air. Yes, đúng rồi, khí thải CO2 hay là carbon dioxide ha. Rồi, Giang sẽ dùng luôn cái từ mà của bạn Thái dưới đây nè. Ví dụ như bạn có nhắc đến cái carbon dioxide này. Vậy thì khi trong bài viết mà bạn muốn cho người ta hiểu rõ đó là khí thải của những chất như là carbon dioxide thì mình sẽ thêm suggest. Và những cái carbon dioxide này nó được gọi chung là những cái chất độc hại.
substance hoặc là emission. À, thôi cứ như vậy đi, để cho bạn cảm giác theo toxic emission, những cái khí thải độc hại, chẳng hạn như là carbon dioxide. Ok, very good. Và nếu mà các bạn muốn có thêm ví dụ thì mình chỉ việc Google thôi. Google xem toxic emission from private vehicles là có thể những chất gì, có methane, có gì đó không. Alright. Rồi, vậy thì mình đã đi rất là kỹ cái phần homework này ha. Và Giang cũng rất là glad vì các bạn đã áp dụng được, có thể là không đầy đủ nhưng mà cũng phần nào những cái method của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với bài hôm nay là liên quan đến cái organization này các bạn. Alright, này, trước khi mình đi tiếp thì mình nhắc sơ một xíu nè. Tuần trước mình đã học tới phần organization là cách mình sắp xếp cái ý tưởng trong một bài văn như thế nào. Thì Giang có giới thiệu các bạn hai cái cấu trúc. Này, nhắc lại nhanh ha. Cấu trúc thứ nhất đó là đi từ đầu tới cuối, nó là một cái flow, nó là xuất phát từ một cái ý chính luôn và nó cứ ngày càng phát triển cái ý trước đó. Mình lại nhìn thấy ha, nó là một cái dòng chảy liên tục có liên quan đến nhau, đều xoay quanh một cái ý chính hết, một cái topic sentence, một cái main idea chính. Nhưng có cách structure thứ hai, cái structure mà các bạn có thể cảm thấy quen thuộc hơn là cái này này, là mình có thể có hai ý chính trong một đoạn văn. Ở đây trong cái cấu trúc này á, Giang viết là hai cái chứ không phải là ba cái. Các bạn biết tại sao? Các bạn có thể thêm một nhánh nữa cũng được, đúng không? Mình có thể thêm main ID 3 cũng được, nhưng mà Giang không khuyến khích mình có nhiều hơn hai ý chính trong bài. Vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất là thời gian mình làm bài có hạn. Nếu mà bạn có thêm một main ID nữa thì bạn sẽ dễ bị run out of time, mất thời gian để, và cũng không có kịp thời gian để mình đầu tư cho những cái phần body còn lại hay cái conclusion còn lại. Cái lý do thứ nhất ha, mình không có đủ thời gian. Và cái lý do thứ hai đó là, và cái này cũng rất là nhiều bạn hay gặp, đặc biệt là những bạn mà mình mới viết, mới học viết. Bởi vì khi mình mới học viết là mình sẽ rất là muốn show off nhiều cái idea hay, mình muốn kiểu như là muốn thể hiện hết trên trang giấy những cái mà mình đã soạn ra được. Giống như là cái bài tập brainstorm, khi mà các bạn brainstorm, các bạn cho Giang rất rất nhiều idea, thậm chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 idea chính lận. Thì mình đã bỏ công brainstorm vậy rồi, thì tội gì mình không bưng vô đây đúng không? Tội gì mình bưng thêm một cái main idea 3 nữa. Nhưng khi mà các bạn viết, các bạn nhắm xem mình có thể viết được hai cái phía sau này không? Mình có thể viết được supporting sentence là cái câu để chứng minh cho nó được hay không? Nếu mà bạn cảm giác như mình không thể phát triển được nó tới mức gọi là chín mùi thì đừng có nên giới thiệu nó, rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà bạn giới thiệu thêm một cái idea nữa, ví dụ như nhìn cái bài này của Giang nè, cái bài văn này nó đã có hai cái chính rồi ha, first và secondly. À, tưởng tượng như Giang sẽ viết thêm một câu nữa, lastly để ra it guarantee better health. Lý do thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe, lý do thứ hai là nó tốt cho môi trường, và lý do thứ ba mình nghĩ liền đi, ví dụ như đọc, bây giờ Giang sẽ nhìn về who is affected by this, đối tượng nào bị ảnh hưởng, để giờ Giang có idea luôn nè. Giang sẽ nghĩ đến đối tượng liên quan đến không phải cá nhân nữa, nên là có thể là đối với đất nước, với doanh nghiệp thì sao. Thì lại là hai larger, hay là larger bicycle sales means ví dụ như thế này thôi ha. Tại vì mình mới nghĩ ra có thể nó cũng chưa có thuyết phục lắm, nhưng mà các bạn tưởng tượng như Giang có thêm một ý nữa, đó là cái việc mà mình mua xe đạp á, nó sẽ tốt cho đất nước của mình, cho những cái doanh nghiệp, bởi vì mình giống như mình đang ủng hộ doanh nghiệp mà, người Việt ủng hộ nhãn hàng Việt, và nó cũng ảnh hưởng đến tốt cho kinh tế ha. Rồi,
Thì nếu mà Giang viết thêm câu này nữa, và Giang chấm hết đây, hết bài, và cuối cùng là conclusion, thì người đọc người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, dù cái ý cuối cùng của bạn nó có hay đến thế nào đi chăng nữa, nhưng mà bạn không có no development. No development nghĩa là bạn không có diễn giải nó ra. Diễn giải ra nghĩa là sao? Nhưng mình sẽ nói cụ thể. Thì do doanh nghiệp bán xe đạp, nên nếu mình mua thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm doanh thu, và dẫn đến là đất nước mình sẽ như thế nào, bla bla bla. Nghĩa là ít nhất cũng phải có thêm một câu gì đó, chứ các bạn sẽ không thể chỉ có quăng cho người ta một cái idea này là không, là xong, không được như vậy. Và nhớ giúp Giang cái quy tắc này luôn, đó là mình sẽ không có đưa ra một cái main idea mới nếu như mà bạn không có supporting idea, không có supporting sentence cho nó ha. Mình sẽ luôn luôn phải có một cái ý để diễn giải cho nó. Đấy. Còn diễn giải như thế nào thì mình cũng có một vài cái tips nè. Còn nếu mà Giang không chỉ thì các bạn cứ có thể áp dụng như là những cái cách, những cái common sense của mình, như là một cách mình lý luận bình thường vậy đó. Thì là cái này nó sẽ dẫn tới cái này, rồi nó sẽ giúp gì cho ai đó. Vậy nên mình sẽ bỏ luôn cái này, bỏ luôn cái ý cuối cùng, không bao giờ giới thiệu là ý thứ ba. Tại và nếu mà Giang đọc trong một bài á, và Giang cảm thấy có hai ý chính đều phát triển đầy đủ, thì đã cảm giác như cái bài này nó đã có thể đảm bảo một cái số điểm nào đó rồi, chắc chắn là không có dưới trung bình ha. Còn nếu mà giới thiệu thêm một ý thứ ba mà xong bỏ lỡ đây, là chắc chắn người ta đọc người ta sẽ thấy rất là khó chịu. Ok, remember this one. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắc thêm một cái nữa, đó là lần trước mình đã nói kỹ về cái topic sentence. Topic sentence của mình nó có hai yếu tố chính, hai thành tố chính. Thái hỏi là này chỉ là paragraph trong, này chỉ là paragraph one trong body thôi đúng không cô? Đây là một cái paragraph, một cái đoạn trong phần thân bài ha các bạn. Dĩ nhiên là bởi vì nó tương đối ngắn nè. Ở đây Giang chỉ minh họa cho mình một cái đoạn ha. Paragraph 2 thì tùy đề là gì. Ở đây đề của Giang là này. More and more people like to cycle. What are benefits of cycling? Đây là cái đề Giang đã có thay đổi một chút xíu rồi. Bởi vì cái đề nó thường khi mà ra thi á, nó không có ra một cái đề đơn giản như thế này, là nó hỏi một câu hỏi ha. Sẽ thường hỏi bạn hai cái ý chính, là nghĩa là có thể là benefits hoặc là drawbacks. Nhưng đây Giang có bỏ đi cái chữ drawbacks để cho mình focus vô cái structure này. Thì nếu mà bạn Thái có đi học tuần trước thì Giang cũng có giới thiệu cái đề này rồi ha. Thì đó, cái đề thi thật thì nó sẽ không chỉ một mình có benefits thôi. Nên nếu mà bạn thi thật thì bạn sẽ còn nhìn thấy cái đề này nó có thêm cái chữ như là drawbacks hoặc là disadvantage nữa, thì mình sẽ phải viết thêm một cái đoạn body nữa để nói về những mặt bất lợi của nó, và các bạn có thể chọn theo cấu trúc 1 hoặc là cấu trúc 2 đều được ha. Cái nào mình thấy dễ thì mình thêm, nhưng thường các bạn sẽ follow theo cái thứ hai này. Ok, bạn Thái có đặt một câu hỏi rất là hay ha. Câu hỏi này thì em tin chắc là bạn đã từng đọc và hoặc là từng làm thử bài, đó là bạn hỏi nếu là dạng opinion thì sao. Rồi, opinion đây cũng là một trong những câu hỏi trong topic cho những bạn nào mình quên ha, thì em sẽ cho các bạn nhìn lại một lần nữa này. Đây là cái bài này mình từng học rồi, đó chính là năm cái dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi topic. Thì trong đó nó có thể hỏi mình cấu trúc về agree hoặc disagree. Đây chính là cái mà mình thường sẽ phải nhìn về hai mặt của vấn đề, xem mình đồng ý hay không đồng ý và tại sao. Và với cái đề này, nếu như nó hỏi bạn không, nhưng mà cái đề này nếu mà Giang chế theo cách đó thì nó cũng kỳ kỳ á. Giang sẽ nghĩ một cách khác nha. Giang chế một cái đề khác nè, để cho Giang đưa cho bạn ví dụ để có kinh nghiệm luôn. People believe that bicycle is the
the best form of transportation. Do you agree or disagree? Đấy. Khi này cái đề của mình nó sẽ khác này nè. Khi này đề của bạn nó sẽ trong cái câu nghiêng hẳn một phía là người ta tin rằng xe đạp là cái phương tiện giao thông tốt nhất. Bạn đồng ý hay không đồng ý? Đấy, vậy thì body one tùy bạn ha. Nếu mà bạn đồng ý thì body one bạn sẽ nói là bạn đồng ý. Body hai thì bạn có thể chứng minh là bạn không đồng ý. Hoặc là một cách khác. Thì một cách khác ha. Body one bạn có thể là agree. Body hai cũng agree luôn. Nghĩa là mình có thể viết cả hai phần thân bài của mình đều về một chiều. Nghĩa là mình đều đồng ý nó là cái best form. Cách thứ hai thì bạn có thể phản biện một chút xíu, nói là đúng là xe đạp nó tốt nhưng nó không phải là cái kiểu phương tiện giao thông tốt nhất, thì mình còn một số cái phương tiện khác tốt hơn, rồi mình sẽ bắt đầu nói là một chút về cái bất lợi của nó. Rồi cái này thì em không biết em có trả lời được câu hỏi của Thái không, nhưng mà chắc là mình sẽ để dành qua cái organization phía sau khi mà mình coi thêm một số đề nữa ha. Okay. Giờ mình sẽ đi tiếp. Rồi. Giang nói tới đâu rồi ta? Không phải. Mình nói đến cái topic sentence đúng không? Topic sentence nãy Giang nói là mình có hai yếu tố chính để cấu thành nên một cái câu chủ đề. Nếu mà câu chủ đề của bạn nó mà không có hai cái thành tố này thì coi như đó là một câu không đạt yêu cầu. Thì nhìn cơ bản là lý thuyết thì câu chủ đề của mình phải có chủ đề chung nè, ý tưởng trung tâm. Ví dụ mỗi câu đơn giản thôi, cycling is beneficial in several ways, thì chủ đề chung chính là cycling, là cái chủ đề chính của bạn. Và sau đó là nó phải có một cái phần thể hiện được ý tưởng trung tâm, nghĩa là ok cái đoạn này tôi sẽ nói về cái việc cái cycling nó có lợi ở nhiều cách sau đây. Sau này khi các bạn tập viết một cái đoạn văn body paragraph, Giang cũng sẽ dựa vô cái hai thành tố này để Giang đánh giá xem cái topic sentence của bạn nó có bao quát được hết cả đoạn hay chưa, nó đã thể hiện được là cái ý tưởng trung tâm của đoạn văn hay chưa, dựa vô cái lý thuyết này. Vậy vậy thì mình thử bắt tay làm một cái đi ha. Nhưng mà Giang đang không biết là các bạn có muốn mình ôm lại thử cách viết introduction và body trên lớp luôn không? Hay là các bạn muốn nhảy vào phần body luôn? Vậy trong lớp mình cũng có nhiều bạn mới mà Giang chưa có quay lại cái introduction. Không biết các bạn muốn comeback lại. Nghĩa là giờ mình sẽ có một cái đề mới ha, nhưng mình cũng sẽ làm thử cái introduction luôn. Hay các bạn muốn thực hành cái phần body luôn? Các bạn đã có ý kiến gì không? Any ideas, đặc biệt những bạn mới. Các bạn nào muốn đọc lại cái phần introduction không? Ok, introduction của mình nó từ bài số 6 nè. Từ bài lesson số 6 hôm nay mình tới lesson số 8. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái đề ha. Và sẽ dành cho các bạn 5 phút mình viết introduction, bạn nào viết xong kịp luôn được thì em sẽ sửa trực tiếp lên lớp luôn ha. Rồi, và chủ đề của mình để cho có không khí thì sẽ là về festival. Alright, so let's see. Trước khi nhìn vào cái đề thì mình cùng discuss về nó một chút xíu để cho mình hiểu được cái chủ đề sắp tới mình sẽ nói xoay quanh cái gì. Rồi, bây giờ mình sẽ brainstorm một chút ha. Discuss một chút. Okay, I have a question for you guys. What do people usually do in festival? What do they usually do in festival? In any festival, what do you do? For example, what do you do in Christmas, in that holiday, in New Year's Eve? Bạn thử comment tiếng Anh ha.
cho Giang biết một số cái activities, một số cái hành động mà mọi người hay làm và những cái dịp festival nói chung luôn, chứ không cụ thể festival nào ha. Các bạn có thể tưởng tượng với festival cụ thể để mình đưa đặt thêm thêm. Joyce có một cái idea, decorate our house, of course. Yes, I agree. What else? What else do we do? Prepare many clothes. Prepare many clothes. Prepare meals. Yeah. Having a party. Having a party. Traveling. Set up house. Okay. Anything else? Okay, this is hầu hết luôn. Đã, các bạn đã nói rất là nhiều nha. Alright. That's all right. How about Christmas? What do we do in Christmas? Sleeping, of course, sleeping. Plan to have party with family and friends. Okay. Have parties. So, how about Christmas? What do you do in Christmas? Bạn Khánh Chi nói visit relations, mình sẽ nói, nếu mà là họ hàng sẽ là relatives, các bạn. Relatives. Relatives là đi thăm họ hàng. Yeah. Exchange gifts. Yes, that's right. Exchange gifts. Or maybe go to the church. Right. Những cái hoạt động gian liệt kê là phổ biến và áp dụng được cho rất nhiều cái events. Listen to Christmas song and watch Home Alone movie. Okay. Wear garments in this festival. Costume garments, right? Okay. Vậy thì nếu các bạn để ý thì có một cái điểm chung của những cái activity này của mình á, có thể nó mang có giá trị tinh thần nhưng mà đa số là để for fun, right? We want to enjoy ourselves during festival. We want to have a lot of fun. Vậy nên nó đã sinh ra một cái đề trong một kỳ thi. Đề này không biết các bạn nào đã đọc được chưa? Nhưng đây là một cái đề tương đối khó vì phải là nó đánh trúng tâm lý của mình quá đi. Nhưng mà vì nó là cái đánh trúng tâm lý, mình sẽ luyện cho mình cái cách mà brainstorm lên ý tưởng để phản lại chính mình như thế nào. Ok, rồi các bạn nhìn một cái đề này có gian hả? Rồi, cho 20 giây mình tự đọc chứ. Một cái đề nó rất là có thể là đúng tâm lý của một số người ha, bởi vì đúng mình với festival thì mình rất là muốn have fun, right? Right. Most people have forgotten the meaning behind traditional or religious festivals. Hầu hết mọi người có vẻ như đã quên đi cái ý nghĩa thật sự đằng sau những cái lễ hội truyền thống hoặc là những cái lễ hội tôn giáo. During festival periods, people nowadays only want to enjoy themselves. Trong những cái lễ này, mọi người thường bây giờ chỉ muốn tận hưởng niềm vui, tận hưởng cuộc sống và tận hưởng cái lễ này của bản thân. Và mình đồng ý hay không đồng ý? Do you agree or disagree with this opinion? All right. So, right, các bạn suy nghĩ xem và cho Giang biết là bạn agree hay disagree? Hay là both?
mình đọc tháng là cái đề này mình cũng sẽ có một cái phản ứng riêng của mình đúng không? Chưa nói đến là sẽ lý luận như thế nào, nhưng mà cái phản ứng đầu của bạn khi đọc cái đề này là bạn agree hay disagree hay là both, cả hai luôn? Các bạn nào agree ha? Im lặng. Chắc là cũng không biết mình nên agree hay disagree, or we have no idea about this one, right? Vậy nên như nó đi đọc trong những cái đề tương đối khó, đó là vì mình cũng không biết là đúng hay sao, rồi mình có thể không biết là mình đúng hay mình sai. Nhưng cái vấn đề là bạn nghĩ cái này là đúng hay sao không quan trọng, quan trọng là mình có đủ cái lý lẽ để mình support cho nó hay không thôi. Chứ bài IELTS hay là TOEIC nó thường nó không quan tâm cái idea của bạn là như thế nào hết, nó không có cần biết là mình có trái với đạo đức hay là cái lẽ thường hay không, miễn là mình có thể support được cho nó với những cái lý do nè, với những cái ví dụ nghe nó thuyết phục thôi. Ok, agree, partly agree. Số người agree or partly agree ha. Vậy bây giờ mình sẽ thử bắt tay vào viết cái introduction ở đây. Thì qua cái introduction, Giang sẽ thấy được bạn agree hay disagree hay là nửa liền. Giờ mình nhắc lại với cái phần introduction này. Bây giờ khi mà mình bắt tay vô làm bài, mình sẽ chỉ cần viết giúp Giang hai câu thôi. Only two sentences. Hai câu thôi nha các bạn. Hồi xưa mình học là viết ba câu. Một câu giới thiệu background nè, một câu giới thiệu vô cái issue, rồi một câu nữa mới giới thiệu cái thesis statement là cái quan điểm chính của mình. Nhưng bây giờ mình sẽ luyện cho nó giống như bài thi thật, thì các bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian cho cái câu background. Mình chỉ cần viết hai câu thôi. Còn nếu mà các bạn ở nhà mà có thời gian, mình có thể luyện viết thêm một câu đầu nữa. Nhưng bây giờ các bạn viết ra hai câu cho mở bài ha. Câu đầu tiên, nhắc lại luôn nè. Đấy. Câu đầu tiên là mình sẽ introduce the issue, giới thiệu lại cái vấn đề của bài là gì. Thì cái nhiệm vụ đơn giản của mình chỉ là paraphrase the prompt. Bài này cho biết gọi là the prompt ha. Mình chỉ cần viết lại câu đó thôi. Viết lại cái câu này. Câu đó chính là câu này nè. Đây. Các bạn chỉ cần viết lại cái câu này bằng cách mình dùng từ nó khác đi là xong câu một. À, câu này các bạn thấy nó hơi dài đúng không? Nhưng các bạn đừng lo ha, mình không cần phải viết lại từng từ một, mà các bạn chỉ cần chuyển giải lại cái ý chính nhất gian thôi. Đừng bao giờ cố gắng paraphrase từng từ, nó mất rất là mất thời gian. Mình sẽ nghe câu của mình nó gượng gạo lắm, nên các bạn quan trọng là mình hiểu cái ý chính này. Để bạn đọc qua ha, bạn che lại câu này xem có thể tự diễn đạt được không, và mình diễn đạt sao cho nó không bị mất đi cái ý chính là được rồi. Tại vì theo Giang thì em thấy ý thứ nhất và ý thứ hai nè, này nãy giống nhau. Rồi, câu thứ nhất trong mỗi bài là mình nhớ sẽ giới thiệu cái issue ha. Còn câu thứ hai là mình sẽ introduce the thesis, hay còn gọi là your opinion. Thì câu thứ hai các bạn chỉ cần trả lời thẳng vô đề là bạn có đồng ý hay không đồng ý với cái vấn đề này thôi. Ok, rồi, đề mình đã có rồi ha. Mình thường không biết các bạn ở nhà biết mở bài bao lâu, nhưng mà khi đi thi á, mình chỉ nên dành khoảng có thể là 5 phút thôi, 5 phút tối đa cho cái mở bài. Nên bây giờ trong lớp mình cũng thử dành ra khoảng 5-6 phút ha, mình viết hai cái câu này cho Giang. Những bạn nào mình đã có
biết cách làm thì mình có thể bắt tay vô viết luôn. Các bạn cứ gửi trong chat box thì sau 5 phút nếu mà các bạn nào làm xong kịp thì em sửa cho bạn. Rồi, nếu bạn nào mình chưa nhớ cách viết mỗi bài thì sẽ cùng brainstorm với Giang ha. Giới thiệu issue thì mình sẽ paraphrase lại cái topic, cái prompt này. Thì muốn paraphrase lại thì mình làm sao? Mình sẽ đi tìm những cái synonyms của nó, synonyms của những cái keyword, của những cái từ khóa chính đó nè. Rồi, ở đây Giang có một cái rất là quan trọng là forgotten. Forgot đi. Forget. Giang Giang dùng cái động từ gốc thôi. Rồi, forget, quên. Quên thì nếu các bạn lên từ điển thesaurus mình sẽ có rất là nhiều từ đồng nghĩa ha. Ở đây em sẽ chỉ cho mình một cách, tức là các bạn sẽ dùng từ trái nghĩa not remember. Đây cũng là một cách để mình tìm ra một cái cách diễn đạt tương tự ha, not remember. Don't remember, đúng rồi, don't remember, not remember. Rồi, tiếp theo mình có một cái từ quan trọng lắm là the meaning behind cái này, the meaning behind là cái ý nghĩa đằng sau, cái ý nghĩa mà ẩn dưới cái nghĩa quan trọng. Những cái ý nghĩa mà đằng sau những cái event đó thường là những cái ý nghĩa nó là cội nguồn để phát cái ý nghĩa này. Cái lý do mà phát sinh ra những cái sự kiện này thì mình có thể hiểu nó là the original meaning của những cái đó, hoặc là the underlying, ẩn dưới, underlying. Cái từ này dễ nhớ các bạn, under là phía dưới, lie là nằm, vậy thì underlying là những cái gì đó nó nằm dưới, nó ẩn dưới này. Và một cách khác các bạn không cần phải kiếm một cái từ tương tự tự mà các bạn có thể đổi cái cấu trúc câu, thay vì the meaning đang là danh từ ha, bây giờ Giang biến nó thành động từ nè. People have forget what what it means chẳng vậy. Giang đã biến danh từ thành động từ được luôn. Rồi, during festival we have enjoy themselves. Enjoy themselves. Mọi người muốn vui thôi, enjoy themselves. Từ này nếu mà mình kiếm một cái từ đồng nghĩa sát với nó thì có thể dùng như là have fun. Hoặc là nếu mà mình nghĩ thoáng ra một chút xíu thì mình có thể nói đây là một cái sự kiện, người ta xem đây chỉ là một cái sự kiện giải trí thôi, entertainment event. Hoặc là đây là một cái thời gian, một cái sự kiện để ăn mừng tiệc tùng thôi. Right. Time for celebration. Ok. Yeah, tìm ra được những cái này là những cái đối với những ý chính ha. Và các bạn thử xem mình ráp bằng như thế nào. Cho những bạn nào mà yếu hơn, mình chưa có thể sáng tạo về cấu trúc câu á, mà bạn hay thường gặp bối rối trong cái việc không biết nên bắt đầu câu như thế nào, thì một cách an toàn để cho bạn có thể bắt đầu câu dễ dàng á, thì đối với câu introduction, introduce the issue này, thì bạn có thể viết đơn giản như thế này. Example ha. Some people cũng bắt đầu là một số người luôn, nhưng ở đây mình sẽ thêm động từ là một số người ta cho rằng, người ta lập luận rằng, người ta tin rằng. Giang có một số động từ như là argue, believe, claim, người ta nhận định là claim that chấm. Rồi sau đó mình viết lại cái khúc này giúp Giang đơn giản ha. Hoặc là bạn muốn câu của mình nó khác đi hơn nữa thì mình cho nó thành bị động. It is bị động thì mình bưng cái động từ này xuống và mình cho nó thêm ed thôi. Đây là một cái cách viết đơn giản cho những bạn mà mình thường bị bối rối trong cái việc bắt đầu câu ha, thì các bạn có thể bắt đầu như thế này. Ok. Rồi, đó là xong câu đầu.
Rồi tới câu thứ hai thì sao? Để giới thiệu quan điểm của mình thì không cần phải nói dông nói dài đâu, cứ cần nhảy thẳng vô thôi. Để giới thiệu quan điểm của mình là cho Giang một số cái cụm từ mà bạn biết dù có thể dùng để giới thiệu cái quan điểm của mình nữa không? Mình có thể nói gì ta? Để bắt đầu giới thiệu cho cái opinion của mình. Các bạn nào nhớ không? Câu này là mình sẽ phải nói là tôi nghĩ cái gì nè. Thì mình có cách nào? Đấy, nhưng xem một cái. In my opinion, yes, but I think. Em sẽ mượn hai từ này ha. Có cái about me thì em thấy nó phù hợp cho speaking hơn là writing. In my opinion, yeah, I think. À, đúng rồi, và các bạn có nhiều cụm từ hay lắm. From my perspective. Ok, rồi, vậy thì có một cái cụm để giới thiệu quan điểm của mình rồi. Thì mình phải dùng giới thiệu nó thẳng luôn. I agree with cái gì đó. Nói như bạn, bạn hoàn toàn đồng ý thì sẽ là I totally agree. Còn nếu mà bạn đồng ý một chút thôi thì giống như nãy bạn biết nè, I partly agree with. Rồi, đây là một cách đơn giản và thẳng ha. Những bạn nào mà mình đã quen với cái cách mà trình bày một lúc hai cái mặt lợi mặt hại thì bạn có thể viết nó nâng cao hơn một xíu là while. Mình sẽ dùng cấu trúc while, nó sẽ khiến cho câu mình biến thành câu câu complex sentence ha. While I agree đã chấm chấm, và sau đó có thể viết luôn là I believe I agree đó. Nhưng mà mình sẽ viết hai, ở đây là hai cái vế tương phản lẫn nhau. Nếu như bạn có cả, nếu như bạn đều đồng ý hoặc là không đồng ý. Rồi, những bạn nào mình cảm thấy cách nào dễ hơn thì mình sẽ dùng cách đó ha. Rồi, ok, so đây là những cái hint cũng khá là kỹ rồi. Em sẽ cho các bạn khoảng 5 phút ha để mình viết hai câu, chỉ cần hai câu mở bài thôi. Ok. Rồi, 5 phút nhé. Tới 10 giờ 15 em sẽ sửa nếu mà bạn viết kịp.
Cô ơi, cô chưa mở mic à? Ủa chứ là nãy giờ Giang không mở mic hả? Dạ Từ đầu không, luôn em hả? tưởng là cô đang copy bài. À, ok rồi. Nãy giờ Giang nói. Rồi, sorry các bạn nha. Rồi, khúc này chắc là Giang nói nhanh qua lại một lần nữa nha. Sorry các bạn. Nãy giờ nói quá trời nói luôn. Không nhìn cái mic. Ở đây thì Giang có sửa lại cho bạn nãy nè. Đó là em mấy cái giờ highlight chứ là mấy cái mà Giang nói hồi nãy. Thứ nhất là at present, không có at the present. Rồi, và Giang có thay thế cái từ don't. Đây, mình không nên dùng từ don't. Mình thay thế nó bằng cái từ disregard for. Vì disregard for nó có nghĩa là không chú ý một cái gì đó. Nó mang cái sắc thái nó trang trọng hơn ha. Mình có thể thay thế cho cái chữ don't care. Đây, em đã thay thế don't care của bạn nè. Và cuối cùng, họ đây là một cái lỗi rất là nghiêm trọng. Mà Giang đã nói rất là lâu rồi, chắc là... Để em nói lại nè. Đây, nãy bạn viết như thế này. In my opinion, I disagree with this opinion. À, các bạn để ý ha. Opinion. Opinion là cái gì? Là cái mà người ta nghĩ, quan điểm đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn cái với cái trước của bạn mình đó, nó không phải là một quan điểm. Nếu mà quan điểm thì sẽ là many people think that, many people believe that, đúng không? Ở đây, bạn chỉ đang nói ra một cái hiện tượng, một cái sự việc, sự kiện thôi. Vậy nên mình sẽ không dùng chữ opinion được. Mà mình sẽ không có sử dụng nó đây, mà các bạn phải thay thế bằng cái này. Thì nó mới diễn tả được đúng cái tính chất của câu phía trước của bạn. Nó chỉ là một cái hiện tượng hoặc một cái xu hướng đang diễn ra trong xã hội thôi. Social trend, xu hướng xã hội. Ok, và cái này thì Giang cũng thấy nhiều bạn hay hay bị sai đó, bởi vì mình bị lạm dụng với từ opinion, cứ agree with this opinion, disagree with this opinion mà mình không để ý coi cái trước đó nó có phải opinion hay không. Ok, rồi. Ok, mở bài thứ hai. Rồi, nãy Giang có nói đây nè. Nãy bạn mình dùng don't remember, nhưng mà don't nó cũng là một cái trợ động từ, thì nếu tránh được thì mình có thể tránh bằng một cái trạng từ hay hơn ha. Hardly. À, ok, và cuối cùng cái này thì Giang có đổi thành cái cách viết hay hơn, thay vì viết đơn giản là have fun and treat và and treat gì đó ha. Thì cái này nghe nó rất là văng nói, nhưng các bạn phải đổi này và xem nó, cân nhắc nó như là cái này. Vậy câu của bạn thiếu mất của Giang cái câu opinion thì chưa thành chỉnh một cái mở bài nên bổ sung với Giang cái này. Rồi qua cái này. À, em có thấy hình như Thái có kẹt gửi thêm một cái nữa đúng không? Để em copy cái mới này nè. Sorry bạn. Nãy giờ nói với trời quê quê. Rồi, nãy giờ đang sửa cái khúc này nè. À, cái a group of people nó là một cộng đồng người, đúng không? Nhưng nếu mà người khác đọc vô, người ta sẽ cảm giác như mình đang câu dằn. Thứ nhất là bởi vì các bạn có thể bị ngắn hơn và khi mà bạn diễn đạt như vậy đó, nó nghe như là mình đang định nghĩa một cái từ gì đó trong từ điển dictionary phải không? Em muốn thay thế nó bằng cái từ này of a community, một cái cộng đồng ha. Rồi tiếp theo, all country worldwide. À, chỗ này Giang hơi khó xíu nè, bởi vì theo Giang á, tức là khắp cái đất nước nó bằng nghĩa với lại worldwide rồi. Vậy nên nếu mình viết hai từ này kế nhau á, thì nó bị dư từ, nó giống như khi mình khen một ai đó xinh đẹp đẹp long lanh kiểu vậy, nên là mình biết quá nhiều từ giống sắc thái mà đứng kế nhau, nên Giang đây sẽ bỏ đi chữ quật hoài, mình sẽ viết đúng, viết hay nhưng mà không viết dư thừa từ nào hết ha. Nó biết biết thừa từ nó không có khiến nó từ bằng nó hay, người ta sẽ thấy mình có vẻ như đang câu nhầm một chút. Rồi tiếp theo, it is believed that a traditional religion festival can improve to conserve the traditional value. Rồi cái từ conserve này nó có nghĩa là bảo tồn, nhưng mà đối với những cái giá trị thì em sẽ hay thấy quen nghe quen hơn, một cái collocation quen hơn là preserve. À, bạn, cái từ này nó quen thuộc hơn. Bạn có thể tra lại trên cái trang austic.com ha, mình lên đó mình search rồi mình bấm cái chữ value xem nó hay dùng từ gì. Nhưng mà Giang đọc báo nhiều thì em thấy nó hay dùng chữ preserve nha. Nonetheless, như có nghĩa với however. Ha. Some people believe that festival have lost their original purposes by serving season entertainment purposes.
Yeah, this one is very good. Con này cái idea của bạn. Bạn dù bạn viết nó khác với lại cái câu chính, nhưng mà cái ý chính của nó vẫn còn ở đó. Và bạn viết nó rất là hay. Nếu mà bạn hãy đặt lại từ proverb sau đây, Giang thấy nó cũng không thành vấn đề, vì nhiều lúc nó xin cho câu mình nó câu vần một chút, vì cái câu này với câu Giang thấy nó ấn tượng. Nhưng nếu mà bạn nào sợ nó bị lặp từ thì mình có thể bỏ chữ purposes ở đây và mình thay bằng those. Right, câu cuối cùng chính là câu quan điểm của bạn. From my perspective, I firmly agree with the statement that festival should consider as an extraordinary opportunity for entertainment because of various reasons. Okay, rồi em thấy cái chỗ này diễn đạt nó hơi khó hiểu một chút xíu từ cái khúc này. Đây. Bởi vì bạn đang dùng một cái relative clause, một cái bạn đều quan hệ ghép á, nó khiến cho câu mình nó đọc nó khó follow hơn, không biết đâu là mình đề chính, đề phụ. Bây giờ mình sẽ đơn giản chút xíu ha. Bởi vì cái bài này bạn đã diễn giải rất là cụ thể người ta nghĩ cái gì rồi nha. Đây tôi nghĩ là mình có thể bỏ đi nè. I firmly agree. Từ từ nha, mình sửa lại cái này. Rồi cái khiến Giang confused chính là chỗ này nè bạn. The statement. The statement là cái câu nhận định đúng không? Nhưng phía trước bạn đang có hai câu nhận định có quan điểm trái ngược nhau. Cũng không phải trái ngược nhau nữa, mà là một cái bạn nói về tầm quan trọng của festival, và câu tiếp theo là nói về người ta đang không có giữ gìn cái quan trọng đó. Rồi sau đó bạn agree with the statement. Vậy là bạn đang agree. Cái quan điểm ở đây là cái này nè. Đây chính là cái opinion này, cái statement của người ta này. Vậy thì bạn này agree với cái này là bạn đồng ý rằng festival nó đang dần bị mất đi cái ý nghĩa, phải không? Chính xác, bạn sẽ phải bỏ đi cái này thì nó mới rõ nghĩa. Mình đừng có đụng đến cái last statement thì người ta sẽ bắt đầu thắc mắc là bạn nói tới cái statement nào. I firmly agree that ok, rồi, ổn hơn ha. Consider as an instrument. Way. Rồi từ từ có vấn đề. Không được. Cái đề của mình nó nói về việc cái quan điểm là người ta đang dần quên đi cái ý nghĩa thật sự của festival. Thì nó chỉ hỏi bạn đơn giản thôi, đó là bạn có đồng ý rằng người ta đang dần quên đi không, ở cái khía cạnh là họ có đang bị đánh mất cái này không. Nhưng mà bạn nếu mà đọc thoáng qua thì thấy đúng, nhưng mà nếu mà đọc kỹ lại thì em sẽ thấy cái này nó chưa có thật sự trả lời đúng với lại cái câu của đề bài, là bạn có đồng ý rằng cái festival này nó còn được giữ, nó còn được mọi người coi trọng hay không, mọi người có appreciate cái original name của nó hay không, thì Giang chưa thấy xuất hiện ở đây. Mà để Giang xem sửa một chút ha. Nghĩa là ở đây bạn đang đồng ý với cái việc là festival nó nên phục vụ cho cái entertainment đúng không? Nó nên phục vụ cho entertainment. Nhưng như vậy là mình bị lạc đề bạn, bởi vì đề nó hỏi là mình có đồng ý với cái quan điểm là festival nó còn giữ cái nghĩa, cái original meaning của nó hay không, người ta có còn nhớ cái đó hay không. Mình sửa này một xíu nha. Cái chữ shoot này nó khiến mình không có đồng tình lắm. Đây.
Mình sẽ sửa lại như vậy như này. Mình thay should, mình không có đưa ra một cái hướng giải quyết, mình không có nhấn mạnh về cái festival đó, mà mình phải nhấn mạnh về cái việc nó đang được xem như là cái này. Này. Ok, như vậy thì nghe hết đúng không? Ok rồi, chắc là mình thêm còn thêm hai cái mở bài ngắn nữa ha các bạn. Rồi mình sẽ off nha. Rồi còn lại thì Giang sẽ tự sửa. Còn lại thì Giang sẽ tự sửa trong cái tài liệu học tập và Giang sẽ up lên cho các bạn xem. Nhưng mà do thời gian của mình có hạn thì những bạn co-host cũng phải ở lại để trực với lớp, nên chắc là Giang sửa hai cái mở bài nữa thôi. Rồi mình sẽ nghỉ nha các bạn. Nowadays many people don't pay attention to the food. Okay. Rồi, ở đây phải là don't pay attention mới đúng chính tả nhé. Don't pay attention. Rồi, vậy thì mình có thể sửa giống như tương tự hồi nãy luôn. Thay vì dùng don't, mình dùng cái adverb gian hardly. Pay attention to the meaningful. Meaningful là tính từ rồi. Thì mình sẽ phải biến thành danh từ to the meaning of the festival. Rồi. Festival số nhiều đi ha, để mình chỉ chung chung các cái lễ hội nói chung trên thế giới luôn. They are most concentrated on what is it on funding. Đây là một từ rất là sáng tạo của bạn nhưng mà mình không có từ này. Có thể là bạn đang muốn chỉ cái niềm vui đúng không, nghĩa là cái thú vui của bản thân ha. Thì mình dùng danh từ nha, danh từ mình không có danh từ của funding. Rồi, Giang sẽ cho bạn một từ khác, mình sẽ dùng từ pleasure, những cái khiến cho mình cảm thấy vui á. All pleasures, especially teenagers. I partly agree with this opinion. Again, một lần nữa. Đây cũng không hẳn là một cái opinion đâu bạn. Rồi. Mình sẽ sửa một xíu nha. Mình sẽ sửa là this nãy mình có dùng trend rồi nè, phenomenon rồi nè. Rồi. Mình sẽ dùng lại cái từ đó luôn đi ha. Okay, đây, the last one, một bài cuối cùng của mình là của bạn, cái bạn nhà này ta, Động Phương. Okay, the last one. It is argued that some people don't remember. Okay, cái này là lỗi cũ nha bạn. Mình sẽ đổi lại là hardly, là fail to cũng được, nếu như bạn muốn khác đi. Remember the underlying meaning of traditional festivals. The only thing that town is for entertainment. Entertainment, thế chữ N ha. And cổ phương, như phương. Ok, hết rồi đúng không? Rồi, vậy thì tương tự như cái lỗi phía trên là bạn cũng lắc do opinion. Rồi. Okay, so yeah, I think that's all. Mình bị hơi trễ và tối khá là, chắc các bạn cũng khá là tired rồi. Thì những cái mở bài còn lại chắc là để Giang phải, các bạn đợi Giang một phút ha. Tại vì bây giờ Giang sẽ chỉ copy lại những cái mở bài thôi. Thì khi Giang out cái cụ đoạn này thì những cái introduction này nó sẽ biến mất, vậy nên để Giang copy luôn của những bạn chưa, Giang chưa sửa nha. Này là của Ariel. À, Phương có thêm một cái ý là I don't agree with that đúng không? Ok. Đấy, một cái mở bài nữa. Rồi. Cũng đi. Chính. Ok. Done. Yes. All right, so để tí nữa Giang sửa này rồi xong Giang up lên cái tài liệu học tập ha.
Rồi, và đây cũng là buổi học cuối cùng trong cái năm nay của mình. Thì mình sẽ gặp nhau vào năm tới ha các bạn. Dù bây giờ cũng mọi người cũng đi ngủ hết rồi. Nhưng mà Giang cũng chúc mọi người có một Giáng sinh vui vẻ ha. Và nếu mà muốn thì các bạn có thể cứ gửi thêm bài tập cho Giang, thì Giang sẽ gửi lại và sửa mọi người nếu như mọi người muốn học tiếp tục trong quá trình mình nghỉ. Ok, so yeah, that's all. Any question for today, guys? Bạn có thắc mắc gì không? Hình như hôm nay Việt Nam là hai không ta? Ok. Nhưng chưa biết tỷ số là nhiêu hết. But anyway, so rồi cũng khuya rồi ha. So good night các bạn. Chúc các bạn có năm mới vui vẻ, một Giáng sinh vui vẻ ha. Và hy vọng cũng tiếp tục được đồng hành với những khuôn mặt và những cái tên này trong năm tới. Ok. Bye bye. See you next year. Alright. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.